sách nhà Sáng Thế Ký chương 3. Xin Đức Thế Liên ngày hôm sau dẫn đến chúng con và lời sống của Ngài cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay trong danh Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đi vào từng câu luôn. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có một con rắn là giống quỷ quệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mài chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây ở trong vườn sao? Chúng ta xem con rắn là cái giống quỷ quệt. Xem cái chữ quỷ quyệt này là khôn, nó khôn, lanh, láu cá, khôn lọ. Mà đấy nó nói với người nữ. Có nhiều người ý kiến thì cho rằng có thể là con rắn nó lấy hình dạng, Satan ấy, nó lấy hình dạng của con rắn. Và Kinh Thánh về sau cũng nói nhiều chỗ, ví dụ trong Khải Huyền 20, câu 2, người là thiên sứ bắt con rồng, tức con rắn đời xưa, là ma quỷ Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Đây chính là cái con rắn trong vườn này đen. Job 26 cũng nói, câu 13. Còn trong Ê-xê-chiên chương 28 thì nói về bản chất của Satan từng ở trong vườn Ê-đen. Ê-sai 51 thì nói rằng là: hỡi cánh tay, Đức Giê-hô-va hãy thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh đi, hãy thức dậy như ngày xưa, như các đời thượng cổ. Há chẳng phải Ngài là đấng đã phân thây Ra-háp và đâm con quái vật lớn hay sao? Trong Ê-sai 14, chúng ta biết là nói về sự sa ngã của Satan. Bắt đầu chúng ta cùng xem nhé. Hắn nói với người nữ, tức là không nói với người nam, không nói với Adam. Vì người nữ là giống yếu đuối hơn mà. Eva cũng không được nhận lệnh trực tiếp, mà chỉ biết qua Adam thôi. Thì cũng giống như vậy, khi trong thân thể của Chúa, trong hội thánh, có những thành phần yếu đuối hơn. Và sự tấn công ấy là ma quỷ nó quỷ quyệt, nó cũng tấn công vào sự yếu đuối hơn. Và Chúa gọi chúng ta là nương, nên những nhóm nhỏ, những nhóm tế bào và sự tương giao trong vòng nhỏ để giúp cho giữ được đức tin. Cái sơ hở của Adam ở đây ấy, có lẽ là không có giải thích kỹ, hoặc là sự thuyết phục, sự bất cẩn nó có ngay từ trong vườn Ê-đen và nó cám dỗ ngay đối với Eva. Chúng ta xem là Eli cũng đã chiến thắng và sau đó là bị Jezabel đuổi. Nó tìm nhiều cách và đối với con rắn này đây là cám dỗ, nó lừa dối. Cái câu lừa dối của nó là gì? Mài chi. Cái chữ mài chi này thì có đúng vậy không? Nôm na là như vậy. Cái chữ mài chi thì bây giờ có thể nghe nó không bật lên hoặc là không hiểu rõ nó tiếng xưa. Có đúng vậy không? Có đúng là Đức Chúa Trời nói rằng ấy, các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Qua đây thì chúng ta thấy là những thành phần mà yếu đuối và không được kinh nghiệm Chúa một cách trực tiếp ở vườn Ê-đen nó cũng chịu sự cám dỗ. Và mình cần phải có sự tương giao một cách trực tiếp. Adam cũng là hình ảnh của Đấng Christ. Đây là Adam đầu tiên. Và Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu là Adam cuối cùng. Đó là lý do mà vì sao? Một trong những lý do nói vì sao mà gọi Chúa Giê-xu là Adam cuối cùng. Và Adam đây là hình ảnh của Thầy Tế Lễ và nhà vua, và đã có cái sự cám dỗ bị bật ra là đối với Eva. Thì Chúa Giêsu ngày nay của chúng ta và hình ảnh của hội thánh cũng giống như vậy. Và Phaolô cũng có lần nói rằng, Côrintô thứ 2 11, sứ đồ Phaolô viết câu 2 này: vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đức Chúa Trời. Câu 3, nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà rời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Câu 4, vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc là đồng ý chăng? Chắc là dung chịu. Ô, cái câu này quan trọng. Đây là một Giêsu khác, lại một thánh linh khác. Nếu chúng ta không ăn đủ cứng ấy, thì chỉ cần, đây là tôi hãy nghe nhé, chỉ cần là tà linh ma quỷ nó đưa cái câu kinh thánh ấy, phạm tội đến Đức Thánh Linh không bao giờ được tha. Ma quỷ nó có nói được câu đấy không ạ? Nó dám nói với Chúa Giêsu những câu tày đình thì làm sao mà nó không có cớ gì mà nó lại không dùng cái câu này. Đây là một Đức Thánh Linh khác, hoặc là một tin lành khác với tin lành anh em đã được. Cho nên ấy, ở đây chúng ta mở mắt ra để xem này. Bây giờ là có bên Công giáo cũng có sự cầu nguyện nói tiếng lạ ầm ầm, và phép lạ bên nhà thờ Công giáo nhiều hơn ấy, nhiều đấy. Và chính người mục sư tin lành ông ấy nói với ý tích cực và giống như là khuyên là có vẻ bên đấy thì cũng tốt, chắc thế. Ông bảo là bên, tại vì bên nhà thờ Công giáo là có ăn bí tích, có nghĩa rằng là ăn bí tích gọi là tiệc thánh, là xem là thịt thật và huyết thật của Chúa, cho nên có phép lạ xảy ra. Mà bí tích nó là thần tượng. Từ những nhiều người cải chánh, Martin Luther hoặc là những người khác đều nói đó là thần tượng và không có đồng ý. Và về sau này càng ngày càng thấy rõ trong thần tượng nó cũng có quyền lực và có phép lạ. Thì đấy,
Paulo cũng nói như vậy, đó là sự cám dỗ, con rắn ngày xưa và con rắn ngày nay. Còn trong Giuđa 9 cũng nói rằng là thiên sứ trưởng Michael mà chiến đấu với Satan để giành xác Môi-se cũng không có dám lấy lời mắng nó, mà chỉ nói rằng nguyền Chúa của trách ngươi. Còn việc mà miêu tả Satan như một con rắn mà Môi-se cứu dân Israel bằng cách treo nó, nâng con rắn bằng đồng trong đồng vắng, nâng nó lên, treo nó lên trong đồng vắng. Chúng ta hãy nghe cái chữ nâng một chút nhé. Nó trở nên, nó giống như là một cái sự mà kích động, khó hiểu đúng không? Dân số ký 21 câu 8 câu 9. Đặc biệt là khi Chúa Giêsu đồng hóa chính mình với con rắn đó, răng 3:14. Như Môi-se xưa kia treo con rắn trong đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy. Đó là bởi vì trong bức tranh này ấy, con rắn đó là hiện thân của tội lỗi và sự nổi loạn không vâng lời. Con rắn được làm bằng đồng, là một kim loại gắn liền với sự phán xét. Đồng biểu nghĩa cho sự phán, biểu tượng cho sự phán xét. Chúng ta thấy bàn thờ trong đền tạm, bàn thờ bằng đồng đấy, đó là bàn thờ dâng của lễ thiêu, là biểu tượng cho thập tự giá của Chúa Giêsu, cái ý nghĩa hình tượng hình bóng. Con rắn nó làm bằng đồng, nó là một kim loại gắn liền với sự phán xét vì nó được tạo ra bằng lửa. Việc nâng một con rắn bằng đồng là treo con rắn bằng đồng, đó là treo tội lỗi bị phán xét dưới hình thức thập tự giá. Có ý kiến cho rằng ấy, là trước khi bị rủa sả, con rắn nó ở hình dạng khác. Khi mà nó cám dỗ Eva ấy, thì do sự phán xét của Đức Chúa Trời thì nó phải bò giống như là Chúa nói thôi. Nhưng ấy, ma quỷ Satan ấy, nó có khả năng nhập vào các thân thể cả người và cả vật như trong Luca 8:33, đây là nói về người Caesarea, nó có thể hiện lên ở trong người và trong vật. Còn khi tà ma ra khỏi một người, nó cũng trở về đấy. Trong khi lúc này thì Satan nó chọn ở trong con rắn. Cái cách trò chuyện của Eva với con rắn ấy, nó chứng tỏ trong thời đấy ấy, là các thiên sứ cũng có thường trò chuyện với Adam và Eva, và nó có thể hiện ra trong hình thể con người. Và trong cái sự trò chuyện này thì không thấy có gì ngạc nhiên. Và trong lần này thì nó ở trong hình dạng của con rắn xinh đẹp. Satan nó có thể tạo ra cái giọng nói siêu nhiên, nó phát ra từ con rắn. Có lẽ nó nói điều này với Eva trong suy nghĩ của nó, và cũng có thể nó nói trong ý tưởng của Eva. Satan nó biết điểm yếu và nó chọc vào ngay đó. Qua đây cho chúng ta thấy, để ý trong hội thánh và trong anh chị em, mình nâng đỡ người yếu đuối, mình quan tâm ấy, và mình chăm sóc. Bởi vì sự cám dỗ xảy ra ngay trong vườn Ê-đen dành cho đối tượng mà yếu nhất, là không được kinh nghiệm trực tiếp với Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và đây đó là Eva cần được nghe trực tiếp. Trong trường hợp này là Adam chưa kịp hoặc là bị sơ hở. Mỗi chúng ta cần có một kinh nghiệm trực tiếp đối với Chúa. Bởi vì thì khi mà mình quan tâm để ý, để mắt đến người anh chị em yếu đuối hơn, nó thường đánh vào những cái nhỏ nhỏ để mà chúng ta cùng nhau đi về thiên quốc. Vì chúng ta là những người khách lạ ở trên đất này mà thôi, giống như người khách lữ hành vậy. Cái câu nói của nó nhé, mình xem nó vặn vẹo. Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Nó vặn vẹo. Một khả năng tiếp theo của con rắn ấy mà nó rất là kinh hoàng, đó là nó vặn vẹo. Cái vặn vẹo này trong Esai 27 thì nó là trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ phạt con rắn lẹ làng, phạt con rắn cong queo. Cong queo vặn vẹo, luồn lách, lưỡi không xương, nhiều đường lắc leo. Nhưng mà đấy, cái sự vặn vẹo của nó rất là kinh hoàng. Mà nó có mục đích, nó bẻ cong lời Chúa có mục đích. Nó có mục đích. Đây là lời Chúa bị bẻ cong đây. Tại sao lại bẻ cong? Mà cái này bình thường không biết được. Cái sự yếu đuối ở đây ấy, nó cũng thể hiện là không ăn được đồ ăn cứng cũng là yếu đuối. Có thể được tái sinh, nhưng vẫn yếu đuối. Vì cỏ lùng, vì xác thịt nó chèn ép. Và ăn đồ ăn cứng có nghĩa là mình phân biệt được. Vậy nên ấy, chúng ta cần nhận biết cái chân tướng của sự cám dỗ của nó và sự cám dỗ của nó. Paulo nói là anh em có thể rời đổi khỏi lòng thật thà. Cái cám dỗ nó đến, nó có thể tấn công ngay. Cái điều quan trọng nhất, Eva đó là cái cây ở giữa vườn và nó cũng sẽ rất là có ý nghĩa. Chắc chắn đó là cái cây nó là tốt lành rồi. Mà nó cám dỗ ngay chính cái điều răn, cái điều mà Chúa bảo thì nó cám dỗ ngay cái đó. Cái gì Chúa nói ấy, tức là cái gì Chúa nói không ấy, thì nó cám dỗ cho thành công. Chúa bảo có ấy, thành không thì tức là nổi loạn. Không ấy thì là thành chữ không vâng lời. Và cám dỗ ngay đúng cái chỗ mà không được, chỗ mà không được làm. Còn những nó không cám dỗ ở những cái chỗ khác là được làm, mà cái chỗ không được làm. Vậy thì trong 10 điều răn của Chúa đấy, thì nó làm cái hiệu ứng ngược ở trong đó. Đừng thờ thần tượng thì tạo thần tượng. Ngươi không được làm thần tượng. Ngươi đừng tham lam, đừng giết người. Đấy, thì nó làm ngược lại hết. Và đối với cái đối tượng là yếu đuối,
Qua đây chúng ta thấy được điều gì không ạ? Rất là cần cho chúng ta. Và cái ý thức này ấy, đừng đợi đến cảm xúc, mà hãy tạo thành một văn hóa đọc lời Chúa, đọc Kinh Thánh mỗi một ngày, nghe Kinh Thánh, rồi cầu nguyện với Chúa mỗi một ngày. Thì từ đó dần dần ấy, để anh em được lớn lên, được sữa thiêng liêng được lớn lên, rồi dần dần ăn được đồ ăn cứng. Và cái ăn đồ ăn cứng này chúng ta thấy là cần phải có. Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, trái các cây trong vườn, nhưng mà còn về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến. E khi hai người phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Trong Giu-đe nói là thiên sứ Mi-sên là nói luôn là nguyên Chúa của trách ngươi. Và Chúa Giê-su ấy thì Ngài cũng nói luôn trong sự cám dỗ. Ngài nói luôn ấy, khi nó đến một cái mức tối đa ấy là hãy thờ ta, Chúa của trách, nói rằng hãy lui ra đằng sau. Eva ở đây thì không. Eva ở đây là do không nhận biết được, cho nên nói chuyện với nó và hạ miệng thì mắc oai. Và chỗ này cũng đúng là yếu thì đừng ra gió. Ta cần nên biết sức của mình. Trong trường hợp này Eva đã không có đến và cùng với Adam bảo rằng hãy chờ nha, để tôi gọi Adam đến đây để nói có đúng thật hay không, mà Eva làm như là mình biết cái thông tin này trực tiếp từ Chúa. Và đây là một sự mà rất là con trẻ, và con trẻ mà thiếu được giáo dục, thiếu được dạy dỗ. Đó là cái điểm tiếp theo. Vậy thì chúng ta biết được rằng chúng ta rất là cần phải được giáo dục Cơ Đốc và cần phải được dạy dỗ. Càng hạ mình càng khiêm nhường bao nhiêu. Còn khi mà nói chuyện mà chúng ta để ý này, những cái từ này ấy là làm cho chúng ta không trở nên học trò của Chúa được này. Những từ mà chúng ta nói rằng tôi biết rồi, à cái này biết rồi, à cái này nghe rồi, hoặc là khi mà chúng ta nghe nói chuyện chúng ta hay gọi là khi người kia giải thích mà chúng ta vội vàng ấy, giống như chúng ta gọi là đón đầu trước ấy, chúng ta dường như chúng ta đón đầu trước và chúng ta không chịu nghe cho hết câu ấy, cái gì cũng nghe như biết rồi, cái gì cũng như là hiểu rồi, xong rồi ấy, thì cái đó là cái đối tượng, cái mồi rất là ngon và béo của Satan. Cho nên những lối nói không hạ mình, không khiêm nhường, có thể là do trong quá khứ, có thể là do lối suy nghĩ, hoặc là một số người có cái cá tính mạnh ấy, cũng có thường có lối nói đó. Nói chắc như đinh đóng cột, nói chắc như đinh đóng cột, và thường là đi trước người khác, thường đi trước người khác. Thì có thể là do một số cá tính, có thể là do sự hiểu không được dạy dỗ, sự thiếu hiểu biết, thì là một cái món mồi, đó là một con nai rất là béo, mà nó càng béo bao nhiêu nó chạy không có nhanh bấy nhiêu, mà cái rình ấy, là Satan ấy, nó ngắm, nó bắn tỉa đấy, nó nhắm và nó rình, nó vồ mồi. Cho nên nó dùng cái lời này, nó nói Eva thì trả lời lại rất là ngây thơ, ngơ ngác như con nai vàng. Đó là nói y chang lại cái lời của Adam truyền lại cho bà: cây giữa vườn đừng có ăn đến. Khi hai người ăn phải chết chăng? Thuật lại y chang như vậy, thuật lại y chang như vậy. Nếu mà chúng ta so sánh cái sự cám dỗ của Chúa Giêsu chịu ấy, thì sao? Cám dỗ lần thứ hai, nó cám dỗ lần thứ hai Chúa Giêsu ấy, thì Ngài cũng trả lời. Nhưng đến lần thứ ba ấy, thì Chúa bảo là hỡi Satan hãy lui đi. Nó nói tiếp này: rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta cần biết trực tiếp về Chúa, và cần càng trực tiếp về Chúa bao nhiêu ấy, thì chúng ta càng biết được rằng là đó là ăn đồ ăn cứng bấy nhiêu. Không phải là Chúa Giêsu của hôm qua, hãy lắng nghe lời này nhé. Không phải Đức Thánh Linh của hôm qua, của sự tôi nhận biết Chúa Giêsu, tôi nhận biết Đức Thánh Linh, và của sự mà tôi nhận biết tin lành hôm qua, sự mà hôm nay tôi nhận biết nha. Chúa thì không thay đổi, tin lành thì không thay đổi, Đức Thánh Linh thì không thay đổi. Nhưng mà cái sự tôi nhận biết ấy, đó là sự tôi cùng đi với Chúa. Và đây này, Eva ấy, đây là tôi nói hình ảnh thôi nhé. Hôm qua ấy, hay là từ ngày đầu tiên, hay là có lúc nào đó nghe Adam nói, bà ấy lặp lại y chang cái câu đó, nhưng bà không có sự tương giao đối với Chúa. Bà không có cái mối quan hệ riêng, nó mạnh đối với Chúa, nó chỉ có mối quan hệ qua những cái trung gian này thôi, qua những lời này thôi, không được mạnh. Và ma quỷ nó cám dỗ tiếp tục này, cái câu này này. Mà khi nó thấy điểm yếu chỗ nào, nó bắt đầu nó khai thác nhé. Bắt đầu nó khai thác. Ví dụ như là hai lần nó đánh Chúa Giêsu ấy, nó đánh trong sự cám dỗ, một lần nó đánh vào vật chất, nó đánh vào sự cám dỗ vật chất và ngay trong lời Chúa. Lần thứ hai vào quyền lực của tôn giáo bởi vì làm phép lạ. Thì ở đây ấy, con rắn nói tiếp này, hai người không chết đâu. Bởi vì sao? Cái câu này ấy, nếu không tỉnh đòn ấy, không tỉnh táo ấy, thì khi nghe nó là chúng ta quên lời Chúa. Chúa dặn rằng ăn thì sẽ chết, ăn thì sẽ chết. Mà trước đó ấy, rõ ràng Eva vừa mới nói rằng ăn là phải chết.
Thì đây là nó đánh luôn, nó thử luôn là hai người không có chuyện. Mình thấy ấy, thứ nhất ấy, mình thấy đó là cái giọng lưỡi, giọng điệu của người dựng chuyện ấy thì bao giờ cũng nói như thế này. Hay là giọng lưỡi của Linh kiện cáo, Linh dựng chuyện ấy thì bao giờ cũng nói không thành có, nói có thành không. Và qua là khi đây ấy, thì để cho chúng ta phân biệt nhé, phân biệt. Đừng có mất năng lượng mà đi đi là đi chọn kẻ thù là con người bao giờ, mất năng lượng, thiếu khôn ngoan. Kẻ thù chúng ta không bao giờ là con người. Cho nên khi tôi nói chữ dựng chuyện mà trong chúng ta nghĩ lên hình ảnh của người này người kia ấy, thì nhắc nhở chuyện kẻ thù chúng ta không 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 bao giờ là con người. Bởi vì chính mình cũng có lúc bị lỗi mà. Mình nếu không nhờ Chúa, không phục ngay với Chúa, không ăn năn sức mình ngay với Chúa và của trách Satan hãy lui đi ấy, thì ngã thêm nữa. Nhưng mà nhờ ơn Chúa mà mình còn đứng được. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng khi mà tôi nói cái điều này, đó là Chúa muốn những người nghe lời này lại thật nhận biết được và thay đổi, nhận biết được. Con rắn ấy nó dựng chuyện không chết đâu, hai người không có chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Cái này là một cái mà ngày nay ấy, là cái quả này bây giờ bắt đầu thấy. Người ta bảo là có cái loại hoa nào mấy nghìn năm mới nở, cái hoa này này đến bây giờ nó mới nở, đến hoa này này 6.000 năm nó mới nở này. Cái hoa của cái cây mà ăn vào thì mắt sẽ mở ra đấy, hoa này bây giờ nó mới nở. Cái ngày cuối cùng này đúng là cái ngày mà chúng ta thấy gọi cay là ngọt, gọi ngọt là cay, và trong ngày cuối cùng đến thời chúng ta đang sống đây này, gọi là cái lời mà Satan nó nói đây này, hai người ăn trái cây đó mắt mình sẽ mở ra và sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều. Ở đây có nghĩa là gì? Biết, có biết không? Có, đúng, có biết không? Có, nhưng mà con người tự định nghĩa. Và có phải là con người tự định nghĩa không? Thật ra con người vốn mang hình ảnh của Chúa, và nếu mà không mang hình ảnh của Chúa thì mang hình ảnh của gì? Của sự tối tăm. Và của sự tối tăm đó là gì? Đó là Satan. Và Kinh Thánh nói là gì? Cả thế gian ở dưới quyền của ma quỷ. Và sao nữa? Và đã Kinh Thánh đã nói là đã bị bán cho tội lỗi. Anh em đã bị bán cho tội lỗi. Mọi người đều phạm tội và thiếu gì? Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì trong trường hợp này là sao ạ? Nó nói rằng ấy, trong trường hợp này nó nói là ngươi không có chết nha, rồi sẽ biết điều thiện và điều ác nha, và mở mắt ra nha, và thấy như Đức Chúa Trời. Cái này chính là cái phong trào New Age ngày nay đang chủ đạo, và nó là một cái vòi bạch tuộc, hay là nó là một con rắn lẹ làng, con rắn cong queo, nó lan tràn vào tất cả các cái lĩnh vực khác, các cái lĩnh vực khác. Chính những người New Age này nói những cái thông tin cũng rất là, thấy cũng rất là đúng, có khi 90%. Và tà giáo là gì? Tà giáo đó là những người lấy danh Chúa mà làm tà giáo. Ngày nay ấy, có những tà giáo ví dụ như Tháp Canh không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và có một số người khác ấy, không hẳn là Tháp Canh thì mà xuất hiện, như tôi cũng có thường nói, từng nói là Francis Hùng ấy. Đây không, tôi không muốn nói về, nó cần thiết phải nêu tên thôi để cho mọi người nghe và biết được. Không công nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, không công nhận báp têm Đức Thánh Linh, rồi Lê Đình Tuấn. Trở lại đây ấy, cái ý tưởng và nói rằng ba cái điều này ngày nay nó ứng nghiệm. Người không chết, người mở mắt nhìn thấy như Đức Chúa Trời, người biết điều thiện và điều ác, tự cho cái gì là tốt, tự cho cái gì là xấu. Điều Đức Chúa Trời ghi vào lương tâm, ghi vào trong lòng ấy, thì ngày nay ấy bẻ khóa, bị ăn cắp. Ma quỷ đúng là cha của kẻ nói dối, nó là kẻ ăn cắp, kẻ cướp giết và hủy diệt. Cái mật mã, cái lương tâm và đạo đức tạo nên cho con người ấy, thì bây giờ ấy là rung động. Và có một cái lời tiên tri thì nói rằng ấy, một người còn tôi tớ của Chúa nói lời tiên tri tháng 11 sắp tới này ấy, là sẽ có một sự rung động về đạo đức. Điều này có nghĩa là gì? Một cơn động đất về đạo đức. Nói câu 11 nó bây giờ nó đã từng có, nó đang rung chuyển, có thể là thấy rõ hơn. Rung động về đạo đức, bắt con người chấp nhận những cái cay là ngọt và ngọt là cay. Phong trào da đen là tại bên Mỹ bắt giơ tay lên, đi gặp người ngoài đường bắt giơ tay lên, mà không giơ tay lên là bị đập. Giơ tay lên giống như chúng tôi này, và nó ngay vào cái phần tử yếu nhất, rồi người nữ ăn và cũng đưa cho Adam cùng ăn. Từ đó thì con người ăn thì sao? Mắt mở ra, mắt được mở ra, mắt này là mắt khác nha, cái mắt này là mắt. Và đừng có ngạc nhiên, bởi vì ngày nay ấy, không nói ấy, thì mình cũng thấy, và để nói ở đây thì mình còn hiểu, đó là cái con mắt thứ ba đấy. Trên đồng đô la cũng có cái con mắt đó. Trong thiền có nói về mở các cái luân xa, mở các huyệt và huyệt đỉnh ấy. Thì trong các cái gọi là tà giáo khác, hội kín khác thì cũng nói về con mắt thứ ba, nói về con mắt này này sẽ thấy như Đức Chúa Trời, và đó là sự mà lên tầng trời thứ hai chứ không phải là lên tầng trời thứ ba đâu. Và cái đây là cái Chúa cấm, Chúa biết cái điều gì tốt nhất đấy,
Rõ ràng là cái kết quả ở đây là gì? Họ bị đuổi ra khỏi vườn này. Qua đây chúng ta thấy cái lỗi nó nhẹ nhưng mà nó không nhẹ. Cái cây đó nó ở giữa vườn và đây là Chúa bảo là cây đó đừng ăn. Nhưng mọi cái thì Chúa cũng biết trước được cái sự cám dỗ. Và đó cũng có lẽ là vì lý do đó mà Chúa đã tạo Adam từ bụi đất, không tạo Adam từ kim loại, để ngày nay là có người máy. Các siêu chiến binh cũng là nửa người nửa máy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Như vậy bài học ở đây là gì? Chúng ta nhìn cái hình ảnh, chúng ta biết cái cây ở giữa vườn ấy là Chúa tạo nên, phạm vào cái điều răn của Chúa bảo mới là xấu, mới là kinh hoàng. Cái đấy là cái để cho chúng ta rõ, và chúng ta vẫn điều này vẫn chưa hiểu hết được. Mình vẫn chưa hiểu hết được cái bèn lại hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Bài học của Adam và Eva là ông tổ của loài người đầu tiên. Và chúng con ngày nay được ở trong Chúa Giêsu là Adam cuối cùng chứ không phải là Adam thứ hai. Ngoài ta ra các ngươi không làm chi được. Chúng con cần Chúa Giêsu 24/7. Và Chúa Giêsu ơi, xin Chúa ngài thương xót. Đừng để chúng con rơi vào trong giống như tình trạng trong hội thánh Laodice bị ngài bỏ ra ngoài. Và đó là món mồi rất là ngon ngẻ, rất là béo bở, thơm tho cho Satan. Khi Chúa Giêsu đứng ở ngoài cửa mà gõ, không phải gõ cửa thế gian mà là gõ cửa hội thánh Laodice. Xin thương xót nơi chúng con. Và cho chúng con được học, được nghe và nhận những đồ cứng hơn.